Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình làm cái món cá quên. Món cháo nấu đầu thọ nấu cháo các bạn. Đây các bạn ha, cái đầu thọ con thọ. Mình thấy món này cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Nấu trong nồi cơm điện nha các bạn. Bạn nào không biết cách nấu thì cứ bình luận nha, đây là cháo nha. Múc miếng cháo ra tô nha. Đầu thọ nấu cháo. Đây. Cái này là cái má dưới nó nè các mọi người. Đây là cái má dưới của con thỏ các bạn. Cái má dưới á. Múc miếng này ra luôn ha. Ăn miếng nhỏ thôi. Cái má dưới con thỏ. Cái này là cái đầu của nó nè. Cái này cái đầu. Rồi mời các bạn ăn nha. Mình ăn miếng cháo trước nha. Ngon các bạn ơi. Ngon, cháo nóng nóng ngon. Cái này mình chấm với nước mắm ớt nha các bạn. Ngon. Đây, mắm. Mắm ớt. Chấm cái này nè, đó, các bạn thấy không? Nhìn ngon. Nhìn khá ngon các bạn ơi. Ngon các bạn. Cái này có thêm tí xíu đậu xanh nữa, đúng bài luôn á. Ngon, mì đừng để dai quá. Mời mọi người nha. Nó hơi sương xíu mà ngon các bạn. Cái đầu mà ngon. Mà ha. Nồi cháo đã. Ngon mọi người. Nước mắm nữa nè, cho xíu nước mắm vô nữa. Ngon. Ngon các bạn. Đó, chấm nè. Ngon mọi người. Ngon. Tuyệt vời. Gọi tuyệt vời. Ngon. Mình muốn có cái đầu cho các bạn xem.
nó ngã không mọi người, đó mọi người thấy không, ngon. Ngon các bạn, món này mình sẽ đánh giá là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Không biết kêu mọi người nói gì. Bạn là muốn xem tiếp hoặc học những cái, xem những cái món ăn của thì đăng ký để xem tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Cái này là gì? Hả? Đừng quay mặt nhau hai. Cái này là cái gì? Ướp này cái gì? Ướp gì? Cái này là muối để chấm thôi. Cái này ướp gì? Cà ri. Cà ri rồi gì nữa? Ngũ vị. Xả. Tím. Không có muối nước mắm gì hả? Mắm. Chưa nói sao. Muối, mắm, mật ong. Rồi. Muối rồi nước mắm nữa hả? Ừ. Không. Cà ri không màu điều á. Cà ri hả? Màu đều. Con nữa đi con, màu đều. Cái này cái gì đây? Làm muối trắng hả? Cái này muối hả? Cái món này làm cái gì, xào lăn hả? Nướng. Chừng nào nướng? Chiều. Chiều hả? Ai chỉ con gì trời ơi ngon ngon, chỉ là ngon ngon cái chén múc ra có tùng chấm vô luôn cũng được, chấm vô bỏ đi. Cái này là chào hả? Chào chào đó. Con muốn chén rồi, ngon. Xích ra kia biết đi, nhìn xích ra, vừa xích rồi. Tiểu kêu xuân hoa. Để cho người người không có chén, người ta ngồi đây, nhiên, nhiên, ngồi lùi ra kia. Tí là ăn. Nè, cầm, vừa ăn, vừa ăn. Nè, chơi chuyện nghỉ ngồi. Con qua đây. Ngồi lùi, ngồi ra miếng đi con, lùi ra miếng đi con. Ngon. Ngồi lùi ra miếng, chơi chuyện nghỉ ngồi, nhiên qua đây ngồi đi. Dưới có lòng xào muối ở dưới á. Ê, ê, mai ăn, ai ăn à? Ăn cơm. Cầm chắc cho chút rửa tay. Anh nè, xong bữa nào còn sống à? Đây nè. Đây nè. Đây nè. Rồi. Lấy cái gì bổ xương đúng không? Để em đi xuống lấy cho. Lấy gì bổ xương không? Ủa, người thấy nó ăn hả? Chúng ta luyện công. Luyện đi. Cái này sao mà nó chín được? Luyện xong mà xong luôn rồi. Đúng rồi. Bổ xương rồi. Cái nào mềm á? Cái nào mềm cho con ăn? Mấy cái miếng mỏng mỏng mà. Rồi, để xuống lấy cái da cắt đi, cái kéo rồi. Cắt cắt rồi, bớt rồi. Món thỏ các bạn ơi, thịt mình nướng nha các bạn, mình ướp gia vị mình nướng để tí mình quay sau. Giờ mình đang là cái lòng của nó, mình xào mướp nha các bạn. Cái miếng này tại nãy nó mình nướng
nó hơi đen xíu nha các bạn. Mình nhớ xịt cái đem xào mướp ngon không. Đây mướp lòng mình xào mướp, thịt mình nướng hoặc là xào lăn cũng được. Hiện tại mình đang nướng nha các bạn. Thỏ làm hai con cũng 4 kg hơn các bạn. Tại nhà mình đông á các bạn. Đây là lòng xào mướp nha các bạn. Lòng xào mướp. Gia vị là có sả, cà ri ngũ vị hương, cà ri điều hoa, cà ri gì đó, cà ri ngũ vị hương, sả, hành lá, hành củ chứ lộn, hành củ, ít muối, nước mắm, đường bột ngọt, tiêu, đường bột ngọt là xong. Cái này xào lăn mình có, cái này xào này, cái này mình có cho thêm chút xíu nước tương nữa cho đậm đà nha các bạn.